Xin chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì là ngày thứ bảy cuối tuần, một trong những cái ngày thứ bảy gọi là ế ẩm nhất. Hôm nay thì anh em rảnh rỗi sinh nông nổi, lôi cái máy ra độ chế. Thật sự quý vị các bạn, đây là của nhà làm được, chứ không mà các bạn nghịch nghịch mua theo này cũng mất một cơ số tiền. Đây các bạn có thể thấy, hôm nay chúng tôi sẽ nổ thử cho bạn nghe thử cái tiếng máy của chiếc Cinewa IB901. Đây là một chiếc máy cưa, nòng nó khoảng tầm 49 ly. Đây là chúng tôi đã chế cháo cái cổ bô này thì mua trên Shopee như mấy lít ấy. Đó, con này thì nòng 49 ly các bạn nhá. Cái này là anh em chế độ nghịch thôi. Nói thật sự luôn là nghèo không tiền, nghe thích tiếng nghe tiếng Spore ấy. Nhưng mà mấy con Spore là đắt, không tiền mua nên anh em mình nổ thử con này để nghe cho nó cảm giác nó giống được sở hữu một chiếc Spore. Đây, con này thì mới quăng luôn các bạn nha, lốc tiếc mới tinh luôn, made in Japan này đó, dập nổi trên lốc con này đó. Hơi này, ui xồi, quáng quắc luôn. Chỗ nào cũng made in Japan, Nhật hết các bạn ạ. Nhật mà động vào cái nước chảy tù lúc, à nhầm, động vào cái là rên la thảm thiết luôn. Rồi nổ thử luôn các bạn nghe, cảm nhận tiếng máy như thế nào, sướng không? Nghe thử luôn cho bạn, các bạn nghe thử. Xem clip mấy thằng Tây chuyên gia chế cái này nghịch, mình cũng thích. Nhiều khi mình không có thời gian ấy, rồi là cái bô đùng đỉnh đỉnh như quả nó thì mình cũng không có. Rồi, tôi đặt cái mic sát ra lại. Hôm trước thì chế xong nổ máy này lên, hàng xóm chửi cho mẹ thối mặt các bạn. Gọi luôn công an khu vực đến luôn, suýt lập biên bản vì tội gây ảnh hưởng trật tự công cộng. Có ghế chưa? Ghế chưa? Nguy hiểm lắm. Thôi quay lên cho bạn xem. Nghịch hay. Nhưng mà những cái này chúng tôi làm kiểu nghịch chơi nhá các bạn nhá, không có mua bán gì đâu. Các bạn đừng có liên hệ hỏi chúng tôi mua bán hay không nhá. Các bạn mà liên hệ là chúng tôi sẽ bán đấy. What? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không bán đam mê trừ khi không được giá. Các bạn trả giá hợp lý bán lâu hơn. Thôi cái này up lên cho vui thôi. Mời một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhá. Nếu thấy video này hay, like, subscribe kênh, đăng ký, bật chuông thông báo. Để những cái ông thợ kỹ thuật bên chúng tôi lúc nào mà rảnh rỗi thì có video nghịch chế cháo lên cho bạn xem. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và đây là tác giả của tác giả của cái trò mẹ kém kém như thế này. Rồi à, các bạn xem chiêm ngưỡng này. Phá hoại, tự nhiên lấy một cái máy cưa của công ty ra rồi các bạn ấy tiếc giết người, cái động cơ cái máy cưa như thế này mới tháo ra nó chế này mất dậy. Rồi các bạn, cảm ơn nữa, cảm ơn quý vị các bạn quan tâm và theo dõi. Đây là một thanh niên chuyên phá đồ công ty. Rồi, xin chào nhá, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, đăng ký vào chuông thông báo nhá. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.